nơi núi rừng xa. Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Tuyên Hóa đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Công chức, viên chức, người lao động và các cấp công đoàn trong toàn huyện cũng đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn huyện và Công đoàn tỉnh, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhìn lại 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, tình hình kinh tế xã hội huyện Tuyên Hóa ổn định và có bước phát triển tích cực. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2022 đạt 46,1 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt cao nhất từ trước đến nay 147 tỷ đồng, đạt 172% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp tích cực của lực lượng đoàn viên, người lao động và cả cấp công đoàn trên địa bàn huyện. Vì cuộc sống của người lao động, vì quyền lợi giai cấp công nhân, vì chủ nghĩa xã hội ta đi tới. Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa hiện quản lý 104 công đoàn cơ sở, trong đó khối trường học 67 công đoàn cơ sở, khối xã 19 công đoàn cơ sở, khối cơ quan 9 công đoàn cơ sở, khối doanh nghiệp 9 công đoàn cơ sở. Tổng số công nhân viên chức lao động là 3.763 người, trong đó đoàn viên 3.714 người, chiếm 98,7%, tăng 266 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ. Hầu hết đoàn viên và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp khá cao. Tỷ lệ đoàn viên, người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm trên 85%. Trong thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng nhìn chung, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vẫn ổn định. Tiền lương và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được thực hiện tương đối đảm bảo, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Công đoàn đã cùng với chuyên môn đã làm việc với nhà đầu tư nước ngoài và đã ký và đã xây dựng và là ký kết được cái quy chế phối hợp giữa công đoàn cùng với ban tổng giám đốc. Và qua đó thì công đoàn cũng đã tham gia với chuyên môn để xây dựng và ban hành các cái loại văn bản liên quan đến người lao động như là thỏa ước lao động tập thể, rồi nội quy lao động, rồi là quy chế trả lương, rồi quy chế dân chủ tại công ty và là xây dựng là đúng quy định của pháp luật. Và công đoàn cũng đã chủ động là xây dựng cái kế hoạch giám sát là các cái chế độ, thực hiện các cái chế độ chính sách đối với người lao động. Và kết quả thì hàng năm tại công ty thì luôn luôn thực hiện đầy đủ là các cái chế độ chính sách đối với người lao động. Thì ngoài cái việc là thực hiện cái chức năng tham hỏi, động viên kịp thời các cái trường hợp là cán bộ đoàn viên người lao động đau ốm rồi bị tai nạn rủi ro rồi gặp cái hoàn cảnh khó khăn, thì công đoàn chúng tôi tăng cường cái vai trò giám sát kiểm tra việc cái thực hiện chế độ tiền lương, tiền phụ cấp, tiền thưởng, rồi thì nâng lương trước thời hạn, rồi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rồi thì là liên quan đến các cái chế độ thai sản, rồi thì các cái bảo hiểm thất nghiệp. Thì từ đó thì là cán bộ đoàn viên và người lao động trong cơ quan thì luôn luôn yên tâm, tư tưởng thoải mái, tham gia tổ chức công tác công việc, đặc biệt là chấp hành tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong đó là cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện xuất sắc các cái nhiệm vụ chính trị trong những năm qua. Thực hiện có hiệu quả chức năng tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện và cả công đoàn cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thông qua việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động hàng năm, công đoàn cơ sở đã tham gia với chuyên môn đồng cấp xây dựng và ban hành quy chế dân chủ cơ sở, ký kết với chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chung,
và trách nhiệm của mỗi bên trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tổ chức đối thoại, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế phù hợp. Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên góp ý bổ sung nhiều văn bản pháp luật, chế độ, chính sách liên quan đến người lao động như Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật Lao động năm 2019, Bộ luật Dân sự, Luật thực hiện dân chủ cơ sở, Luật đất đai. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn cũng đã tổ chức 220 cuộc tư vấn pháp luật cho gần 1.000 lao động, giúp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật. Một trong những cái nội dung để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động đó là nâng cao cái vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia các cái hội đồng nâng lương, hội đồng xét thi đua khen thưởng, rồi đánh giá xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng năm, rồi tham gia xây dựng, góp ý, đề nghị sửa đổi bổ sung các cái nội quy, quy chế về chế độ chính sách đối với cán bộ, đoàn viên và người lao động nhằm đảm bảo công khai, công bằng, đúng với quy định, cùng với thủ trưởng cơ quan để thường xuyên chăm lo về đời sống, về tinh thần, vật chất của đoàn viên và người lao động trong cơ quan. Cùng với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, công đoàn các cấp đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động huyện và Công đoàn cơ sở đã tổ chức trợ cấp, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hàng ngàn lượt đoàn viên, người lao động khi có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Tổ chức tốt các hoạt động tháng công nhân, chương trình Tết sum vầy, tham mưu hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho 11 đoàn viên với số tiền 315 triệu đồng, hỗ trợ 80 đoàn viên vay vốn sản xuất số tiền 400 triệu đồng, thăm hỏi, động viên hàng trăm trường hợp đoàn viên, người lao động bị nhiễm COVID-19 với số tiền hàng trăm triệu đồng. Là một trong những đoàn viên công đoàn cơ sở có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, năm 2022, chị Ngô Thị Ngọc Duyên, đoàn viên công đoàn trường tiểu học Châu Hóa, được Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh khảo sát và hỗ trợ xây dựng nhà từ quỹ mái ấm công đoàn. Ngôi nhà hoàn thành giúp gia đình chị có chỗ ở ổn định, yên tâm công tác. Được sự quan tâm của Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa và sự quan tâm của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình thì đã hỗ trợ cho tôi cái kinh phí làm nhà ở mái ấm công đoàn. Thì đó là những cái món quà hỗ trợ quý giá nhất để và ý nghĩa nhất giúp gia đình tôi khắc phục mọi khó khăn ban đầu. Thì đó là cũng là cái động lực giúp tôi là yên tâm công tác, và tôi xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu hết mình để luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được sao. Nét nổi bật trong hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa đã xây dựng và triển khai mô hình dân vận khéo, quỹ tiết kiệm vì đoàn viên và người lao động. Mô hình đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Chỉ với 3.000 đồng một tháng với mỗi đoàn viên, đến nay nguồn quỹ đã thu được trên 400 triệu đồng, sẽ hỗ trợ cho 665 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động huyện đã tham mưu xây nhà nội trú cho giáo viên tại xã Hương Hóa, xây nhà tình nghĩa cho 3 đối tượng chính sách, hỗ trợ cho các đơn vị, cá nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động huyện và các công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, nấu hàng ngàn suất cơm tình nguyện, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các chốt kiểm dịch, khu cách ly với giá trị tiền mặt hơn 300 triệu đồng. Công đoàn các cấp cũng đã nhận đỡ đầu cho 7 trẻ mồ côi với số tiền 420 triệu đồng. Công đoàn khối trường học tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia chương trình sóng và máy tính cho em với số tiền ủng hộ trên 300 triệu đồng. Nhân các ngày truyền thống, các dịp lễ, Tết, các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, lao động tham gia, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, người lao động giao lưu học hỏi, xây dựng bầu không khí vui tươi, phấn khởi, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian qua thì công đoàn các cấp đã quan tâm
chăm lo đến khi đời sống vật chất cũng như tinh thần của đoàn viên và người lao động thông qua các cái hoạt động thăm hỏi, tặng quà, rồi là hỗ trợ xây dựng nhà ở cũng như là cho vay vốn để phát triển sản xuất, thì cũng đã được động viên kịp thời đến các cái đoàn viên người lao động mà gặp những cái hoàn cảnh khó khăn hoàn nạn, từ đó là tạo điều kiện giúp cho các cái đoàn viên cũng như là người lao động là yên tâm công tác, và cùng đồng thời là cũng thể hiện được cái vai trò trách nhiệm và vị thế của công đoàn cả cấp đối với đoàn viên cũng như là người lao động. Với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, phong trào thi đua do cả cấp công đoàn phát động được đoàn viên, công nhân viên chức lao động hưởng ứng tích cực. Trong đó, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Phong trào thi đua trong các ngành nghề, lĩnh vực được phát huy có hiệu quả như xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong khối hành chính sự nghiệp. Công đoàn khối trường học với phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Công đoàn khối y tế đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện 12 điều y đức, nữ công nhân viên chức lao động với phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà, gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển nông thôn được cán bộ, đoàn viên hưởng ứng tích cực, thể hiện bằng các việc làm thiết thực như hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công để tham gia xây dựng nông thôn mới với trị giá tiền mặt hơn 2 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động huyện đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, triển khai có hiệu quả chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển và 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Qua phát động và triển khai các phong trào thi đua đã khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổng kết phong trào thi đua hàng năm có từ 90 đến 95% cán bộ, công nhân viên chức, lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Trong đó có trên 15% cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cả cấp. Có trên 70% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và trên 25% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Trong 5 năm qua, tập thể cơ quan Liên đoàn Lao động huyện được công đoàn cấp trên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2019, được Tổng Liên đoàn Lao động tặng cờ thi đua. Năm 2021, được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố. Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong thời gian tới, tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn toàn huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ cán bộ, công nhân viên chức lao động, và thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, các cuộc vận động do tổ chức công đoàn cấp trên phát động, tập trung chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả và ưu tiên hướng về cơ sở, và làm tốt các cái chức năng đại diện bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, tiếp tục vận động để phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phát triển kinh tế xã hội của huyện, và góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21 nhằm xây dựng quê hương Tuyên Hóa ngày càng phát triển bền vững. Nhờ tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là phát huy vai trò đại diện,
chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Nhiệm kỳ qua, công đoàn huyện Tuyên Hóa đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào với 15 trên 16 chỉ tiêu nghị quyết đại hội công đoàn lần thứ 9 đề ra, đạt và vượt kế hoạch. Tin tưởng rằng tổ chức công đoàn huyện Tuyên Hóa sẽ tiếp tục ghi thêm nhiều thành tích mới, tạo niềm tin sâu sắc, đồng thời nâng cao vị thế đối với toàn thể cán bộ, đoàn viên và người lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được các cấp ủy đảng, chính quyền gửi gắm, tập hợp đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động vào tổ chức công đoàn, phát huy sức mạnh tổng hợp và năng lực sáng tạo của người lao động trong các thành phần kinh tế, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Hóa ngày thêm sáu đẹp, văn minh. Vì tổ quốc chúng ta tiến lên, cùng nhau xây đắp thắm tổ nước non này.